Xin trân trọng kính chào toàn thể anh chị em cô bác bà con trên mọi miền của Tổ quốc. Dung Audi xin trân trọng giới thiệu anh chị em một chiếc Hyundai Kona sản xuất năm 2019, phiên bản đặc biệt số tự động 2.0. Và chiếc xe này thì hiện nay đang được trưng bày và giao bán tại Dung Audi, lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Một chiếc xe đời cao, gầm cao, số tự động, phiên bản đặc biệt 2.0 mà chưa đến 500, anh chị em nhé, chưa đến 500 triệu, anh chị em nhà mình đã sở hữu được Hyundai Kona phiên bản đặc biệt 2.0, gầm cao 5 chỗ, số tự động. Và chiếc xe này thì nó có những gì, được trang bị những gì, chất lượng kỹ thuật của nó ra làm sao, thì mời anh chị em nhà mình hãy cùng theo chân Dung Audi, chúng ta sẽ review chi tiết chiếc xe này. Anh chị em nhé, chưa đến 500 đâu ạ. Xe được trang bị đèn pha là đèn bi xê lông siêu sáng, có giải đèn LED định vị ban ngày, có đèn gầm, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS chống bó cứng an toàn. Xi nhan trên gương bằng đèn LED, có cả trang bị cả camera 360 độ luôn anh chị em nhé, có trang bị cả camera 360 độ luôn. Rồi là trên tay nắm cửa có tích hợp chìa khóa thông minh một chạm, hệ thống cảm biến lùi, camera 360, rất là tiện lợi cho anh chị em nhà mình. Cảm biến lùi đầy đủ này, camera 360 này, 4 la răng đúc, 4 phanh ABS, đèn bi siêu sáng, chìa khóa thông minh. Rồi, còn ở trong xe thì xe được trang bị những gì ạ? Ở trong xe đây, xe được trang bị gương kính chỉnh điện. Anh em nhé, có gương kính chỉnh điện, có cân bằng điện tử, chống trơn, chống trượt điện tử, chỉnh độ cao thấp của đèn pha, có chỉnh cao thấp đèn pha luôn. Vô lăng tích hợp bàn phím, có cruise control, đi ga tự động, có đề ấn nổ start stop, màn hình Android, camera 360 độ, số tự động 2.0, có cân bằng điện tử, chống trơn, chống trượt điện tử, đổ dốc điện tử, hỗ trợ dừng đỗ, nhiều chế độ lái, ghế da hai màu, táp ly táp lô màu đen. Đó là trang thiết bị của chiếc xe này. Đây, nội thất đây anh chị em nhé, anh chị em nhà mình có thể xem được nội thất của xe. Đó, đó là về trang thiết bị và nội thất của xe. Bây giờ chúng ta sẽ đến chất lượng kỹ thuật ạ. Đây, chất lượng kỹ thuật đây, anh chị em nhìn nhé, chỉ này, đây là chỉ của cánh lái nhé. Đấy, chỉ của cánh lái này. Phần tai, phần bản lề, phần chỉ đứng, đấy còn nguyên vết bụi bẩn thời gian luôn anh em nhé, còn nguyên cả vết bụi. Tiếp đến là chúng ta sẽ đến với phần chỉ cánh sau. Đây, đây là phần chỉ của cánh sau bên phụ này, cánh sau bên lái này, chỉ cánh sau bên lái anh chị em nhé. Đây, phần chỉ đứng này, phần tai này, phần ốc này. Tiếp đến là phần cốp. Đây, đinh tán máng nước này, đinh tán máng nước này. Đây, đinh tán máng nước anh chị em nhé, hai bên máng nước này. Ốc cốp này, nguyên zin chưa mở này. Đấy, ốc cốp nguyên zin nhá. Chỉ cốp này. Đấy, chỉ cốp đây nhá. Đấy. Anh chị em nhá, đấy, anh chị em nhìn thấy chỉ cốp này. Rồi ốc cốp tất cả nguyên zin. Xe thì còn nguyên mộc. Xe thì đôi một vài chỗ nó còn bẩn nguyên nữa cơ. Đây anh em nhá, la răng lốp dự phòng này, nguyên bản theo xe. Đấy. Khoang cốp này, khoang lốp dự phòng này quá đẹp luôn, đúng không? Anh chị em nhìn này, như này là biết là đẹp rồi, đúng không? Xe thì mới về cho nên hơi bẩn một chút. Em nói thật với các anh chị em là còn xe còn rất là bẩn luôn. Xe mộc mới mua về. Đấy. Đây là phần chỉ của cánh sau bên phụ này. Chỉ cái sau bên phụ này, phần chỉ đứng này, phần ốc này. Đây, nội thất đây, anh chị em xem lại nội thất của xe một lần nữa nhé. Còn đây ạ, đây là phần chỉ
của cánh bên phụ, cánh trước bên phụ, phần tai, phần bản lề, phần ốc. Rồi, nội thất đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần đầu xe đi. Đây là phần đầu xe. Ốc cabo còn nguyên zin, chưa mở. Chỉ cabo đây. Chỉ cabo đây anh chị em nhé. Đấy, chỉ cabo này. Chỉ cabo này. Ốc cabo này. Phần tai, phần cụ giảm sóc, phần răng, phần cam sassy. Bên này cũng vậy. Phần tai này, phần ụ giảm sóc này, phần răng này và phần cản sassy này, tất cả còn nguyên. Đó là về phần keo chỉ và thân vỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần động cơ anh chị em nhé. Em sẽ mở cái nắp này ra cho anh chị em xem cho nó rõ. Về phần động cơ của nó thì anh chị em nhìn nè, xe là máy zin hết từng con ốc một. Đây chân máy này, từ ốc chân máy cho đến ốc nắp dàn cò. Đấy, rồi là ốc động cơ, tất cả còn nguyên zin anh em nhé, tất cả còn nguyên zin hết. Zin từng con ốc một. Vâng, chiếc Hyundai Kona này hiện nay em bán chưa đến 500. Anh chị em nhà mình thích chiếc Kona này hãy liên hệ với em Dũng Audi 0855 966 966 để được tư vấn cụ thể hơn, để được chốt giá bao rút hồ sơ, chốt giá bao sang tên, hoặc là chốt giá bao sang tên vận chuyển. Mọi chi tiết xin liên hệ Dũng Audi lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên giáp khu đô thị Tây Nam Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại liên hệ 0855 966 966. Và cửa hàng của em có định vị ở trên bản đồ. Anh chị em nhà mình cứ vào phần bản đồ trên điện thoại và tìm Dũng Audi, sẽ ra được địa chỉ cửa hàng, định vị cửa hàng. Đấy, dẫn đường. Anh chị em nhà mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm vào follow kênh để cập nhật thông tin những chiếc xe mới về, những video clip chi tiết của mỗi chiếc xe mới về, review chi tiết cũng như là các buổi live stream báo giá, trò chuyện, tương tác, tư vấn trực tiếp, hỗ trợ khách hàng trực tiếp trên sóng live stream, chốt giá tụt quần công khai trên live stream. Anh chị em nhà mình cũng sẽ nhận được thông báo khi bấm đăng ký kênh, bấm follow kênh. Vâng, Dũng Audi 0855 966 966 xin trân trọng cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.